Nên thánh lá luộc lên. Luộc lên vậy. Con gái mình rất là mê, bé các bé thích lắm, mình còn thích nữa đó. Ở Việt Nam thì ở chợ, mấy cái chợ người Hoa đó, người ta có bán khô, nó ngon hơn. Mình thích ăn cái loại đó hơn, mà ở đây không có nên mình làm cái loại này. Bán bịch 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 đó, hoành thánh khô lá, gọi là hoành thánh lá nha. Người ta bán khô, mấy cái chợ người Hoa đó. Các bạn mua về nấu cho bé, nhờ ai có bé đó. Mua nấu cho bé, bé thích lắm. Dễ ăn. Nấu hoành thánh cho bé nha. Dạ. Nghe ăn hoành thánh nè. Hôm nay mình nấu hoành thánh cho bé. Mình nấu tôm khô, sườn, củ cải, gà rán. Mấy bé thích món này lắm, dễ ăn. Nhà nào có bé nhỏ nấu cho bé, bé nào cũng thích hết. Mình nấu mình thánh lá. Nhà có mấy em nhỏ nhớ nấu này cho mấy em ăn. Mình hầm xương. Em nhà mình không có ăn thịt, ăn nước với vậy thôi à. Làm xiên nấu cho mấy bé ăn nha, nha mẹ. Các mẹ ơi, nấu cho mấy bé ăn nha, thích lắm đó.